Kính chào quý vị khán giả, những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Tổng thống Nga Vladimir Putin dự báo quan hệ Nga-Trung sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong những năm tới. Ông Putin đưa ra phát biểu trên tại trung tâm Moscow hôm 17 tháng 3 sau khi kết quả sơ bộ cho thấy ông giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Tờ South China Morning Post cho biết ông Putin đã giành được 87,8% phiếu bầu. Đây là kết quả cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử nước Nga thời hậu Xô Viết, theo cuộc thăm dò do Tổ chức Ý kiến Công chúng FOM thực hiện. Theo hãng thông tấn TASS, ông Putin cho biết mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc là một yếu tố ổn định, trong khi mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa lãnh đạo hai nước cho phép phát triển mối quan hệ song phương hơn nữa. Mối quan hệ của chúng tôi đã định hình trong hai thập kỷ qua, Trung Quốc rất mạnh và chúng tôi đang bổ sung cho nhau. Đề cập đến nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Putin nhấn mạnh, tôi chắc chắn rằng mối quan hệ này sẽ được duy trì, phần lớn là nhờ vào mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với Chủ tịch Trung Quốc. Theo ông Putin, quan trọng nhất vẫn là lợi ích chung của hai nước và điều này tạo ra môi trường thuận lợi để giải quyết các nhiệm vụ chung và trong lĩnh vực quan hệ quốc tế. Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đóng vai trò là yếu tố ổn định. Mặc dù không phải là một liên minh chính thức, Trung Quốc và Nga đã xây dựng mối quan hệ đối tác không giới hạn. Căng thẳng với Mỹ và đồng minh về cuộc xung đột Ukraine đã đẩy hai nước xích lại gần nhau hơn. Trung Quốc đã thay thế châu Âu trở thành khách hàng năng lượng lớn nhất của Nga, trong khi sự phụ thuộc của Nga vào các sản phẩm của Trung Quốc cũng ngày càng tăng. Trong diễn biến liên quan đến cuộc bầu cử Nga, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez hôm 17 tháng 3 đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau khi kết quả bầu cử sơ bộ được công bố, chính phủ Nicaragua cũng gửi thông điệp chúc mừng Tổng thống Putin. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga CEC cho biết, đương kim Tổng thống Vladimir Putin gần như chắc chắn tái đắc cử với hơn 87% số phiếu giành được. Theo CEC, hơn 94% số phiếu đã được kiểm đếm tính tới 3 giờ sáng giờ Moscow. Ba ứng cử viên còn lại là các ông Nikolai Kharitonov, đại diện Đảng Cộng sản, được 4,3% số phiếu, Vladislav Davankov, Đảng Nhân dân mới, được 3,9%, Leonid Slutsky, Đảng Dân chủ tự do, được 3,2%. Trước đó, các cuộc khảo sát của Tổ chức Ý kiến Công chúng FOM và Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Nga VCIOM cũng cho thấy Tổng thống Vladimir Putin đang dẫn đầu cuộc bầu cử Nga. Đài Sputnik cho biết, FOM khảo sát từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 thu hút hơn 230.000 cử tri tại 1.320 điểm bỏ phiếu ở 82 vùng, 821 khu vực thành thị và nông thôn của Nga, còn VCIOM thăm dò ý kiến trên toàn quốc. Kết quả khảo sát cho thấy, ông Putin dẫn đầu với 87,8% theo FOM và 87% theo VCIOM. Phiếu bầu không hợp lệ đạt 1,4% theo FOM và 1,2% theo VCIOM. Trong một tuyên bố khi cuộc bầu cử Nga đang diễn ra, ông Putin cảnh báo sẽ trừng phạt mọi hành vi phạm tội sau khi kết thúc bỏ phiếu. Ông Putin cũng gửi lời cảm ơn tới người dân Nga sau khi kết quả bầu cử sớm cho thấy ông đang dẫn đầu, đồng thời gọi đây là một ví dụ cho thấy sự tin tưởng của người dân Nga. Trong số các nhiệm vụ mà Nga sẽ giải quyết sắp tới, ông Putin đề cập đến việc tăng cường khả năng phòng thủ của Nga và các vấn đề về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ngoài ra, ông Putin tiết lộ thỏa thuận trả tự do cho thủ lĩnh phe đối lập bị cầm tù Alexei Navalny trước khi ông này qua đời. Ông Putin nói, vài ngày trước khi ông Navalny qua đời, tôi được biết có ý tưởng trao đổi ông ấy lấy những người đang ngồi tù ở các nước phương Tây. Cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống Nga kéo dài 3 ngày đã kết thúc hôm 17 tháng 3. Ủy ban bầu cử Nga thống kê tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 74,22%. Cử tri Nga ngày 15 tháng 3 bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống lần đầu tiên cho phép bỏ phiếu trực tuyến. Điện Kremlin đã công bố đoạn video ghi lại cảnh Tổng thống Putin bước đến máy tính trong văn phòng của ông. Bỏ phiếu, mỉm cười và vẫy tay trước ống kính. Một thông báo hiển thị trên màn hình máy tính xác nhận ông đã bỏ phiếu thành công. Theo TASS, đây là lần đầu tiên hình thức bỏ phiếu trực tuyến được triển khai trong một cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Hơn 3,5 triệu cử tri trên khắp nước Nga đã bỏ phiếu trực tuyến trong ngày đầu tiên của cuộc bầu cử đang diễn ra. Hội đồng Liên bang Nga, Thượng viện Duma ban đầu tuyên bố ngày 17 tháng 3 là ngày bầu cử Tổng thống. Tuy nhiên, Ủy ban bầu cử Trung ương Nga CEC sau đó thông báo rằng cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 15 đến 17 tháng 3.
Đối thủ của ông Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2024 gồm ông Vladislav Devankov, ông Leonid Slutsky và ông Nikolai Kharitonov. Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga VTSIOM dự đoán Tổng thống Putin sẽ nhận được 82% phiếu bầu với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu có thể lên đến 71%. Nhằm khuyến khích người dân đi bỏ phiếu, Điện Kremlin đã triển khai nhiều sáng kiến, bao gồm nới thời gian bỏ phiếu lên 3 ngày và cho phép bỏ phiếu điện tử ở 29 khu vực, trong đó có Moscow. CEC cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tính đến chiều 15 tháng 3 giờ địa phương đã vượt mốc 25%. Cơ quan này đồng thời khẳng định họ đã đối mặt với hơn 10.500 cuộc tấn công mạng. Trong một diễn biến khác, cuộc bầu cử Tổng thống Nga chính thức diễn ra hôm 15 tháng 3 và dự kiến kéo dài đến ngày 17 tháng 3. Trong 3 ngày này, theo hãng tin TASS, hơn 94.000 phòng phiếu hoạt động ở Nga từ 8 giờ đến 20 giờ giờ địa phương. Ngoài ra, còn có 295 điểm bỏ phiếu nước ngoài tại 144 quốc gia và khu vực, gồm cả vùng lãnh thổ của Trung tâm Vũ trụ Baikonur, nơi Nga thuê từ Kazakhstan. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, khoảng 110 triệu công dân nước này đủ tư cách bỏ phiếu, trong đó có hơn 1,8 triệu người sống ở nước ngoài. Trước đó, các cuộc bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống đã diễn ra tại một số vùng xa xôi, hẻo lánh hôm 25 tháng 2. Trong khi đó, công dân Nga sống ở nước ngoài bắt đầu bỏ phiếu sớm hôm 1 tháng 3. Số liệu chính thức cho thấy đã có khoảng 2 triệu người bỏ phiếu sớm. Theo đài RT, Trung tâm Khảo sát Dư luận Xã hội toàn Nga, VTSIOM dự báo tỷ lệ cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay khoảng 71%. Ngoài ra, theo TASS, phái đoàn đến từ 36 nước và 5 tổ chức khu vực đã đến Nga theo lời mời của Hội đồng Liên bang, Thượng viện để quan sát cuộc bầu cử. Đây là lần đầu tiên cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra trong 3 ngày. Bà Ella Panfilova, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cho biết cử tri thích điều này vì họ có nhiều cơ hội bỏ phiếu hơn. Ngoài ra, đây còn là lần đầu tiên cử tri Nga được bỏ phiếu trực tuyến để bầu Tổng thống. Hình thức này được áp dụng tại 29 vùng lãnh thổ. Theo thống kê, hơn 4,7 triệu người đăng ký bỏ phiếu trực tuyến. Có 4 ứng viên cạnh tranh cho vị trí Tổng thống Nga trong nhiệm kỳ 6 năm tới, gồm Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Nga Leonid Slutsky, ông Vladislav Davankov, thành viên Đảng Những Người Mới, và ông Nikolai Kharitonov, Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Hoạt động kiểm phiếu sẽ bắt đầu ngay khi cuộc bầu cử kết thúc. Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga sẽ xác nhận kết quả bầu cử cuối cùng, muộn nhất là vào ngày 28 tháng 3. Kết quả sẽ được Ủy ban này công bố trong vòng 3 ngày sau khi được xác nhận. Theo Tân Hoa Xã, trong trường hợp không có ứng viên nào giành hơn 50% phiếu bầu, vòng 2 của cuộc bầu cử sẽ được tổ chức với sự tham gia của hai ứng viên cao phiếu nhất trong vòng đầu tiên. Người có số phiếu cao nhất trong vòng 2 sẽ được bầu làm Tổng thống. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.